Nghi án nhân viên cây xăng bị chồng cũ sát hại rồi châm lửa đốt. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ việc một người phụ nữ nghi bị chồng cũ sát hại rồi đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh của cây xăng, châm lửa đốt. Ngày 29 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là một nữ nhân viên cây xăng. Theo đó, sáng cùng ngày, trong lúc bà NTD, 37 tuổi đang làm việc ở cây xăng Cát Nê, bị chồng cũ là ông Đinh Viết Hà, 45 tuổi dùng dao đâm tử vong sau khi gây án ông hà đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi châm lửa đốt cả hai lúc này người dân phát hiện vụ việc bà đê tử vong ông hà bị thương nặng được đưa đi cấp cứu lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phong tỏa điều tra làm rõ vụ việc được biết ông hà và nạn nhân ly hôn khoảng một tháng trước bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé